Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học của ngày 11 và ngày 12 tháng 2 năm 2023 nhé. Ở phần Phonics 2 thì chúng ta sẽ học short I với letter IT và IX. Với sách Supermice thì chúng ta vẫn tiếp tục học Unit 3, My Face. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau học những từ liên quan đến short I, letter IT và letter IX. Nào, các em cùng đọc nhé. Pit, pit, hit, hit, six, six, mix, mix. Với phần sách Supermice thì chúng ta sẽ học những từ liên quan đến cảm xúc của chúng ta. Nào, bắt đầu. Happy, happy. Sad, sad. Scared, scared. Angry, angry. Hat, hat. Forehead, forehead. Eyebrow, eyebrow. Tongue, tongue. Phần cấu trúc trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học nối những âm liên quan đến short I. It, it. P, it. Pit, X, X. S, X. Six, H, it, hit. M, X, mix. I don't want six piece. I don't want six piece. I'm happy. You're sad. Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Về phần bài tập, các em nhớ học thuộc từ vựng và cấu trúc câu, chép mỗi từ và cấu trúc câu 3 dòng và làm bài tập trên giấy thầy giao nhé. Chào tạm biệt các em.